Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với Điểm Tin Tối tại SNews ngày 28 tháng 12. Và ngay bây giờ hãy cùng với mình đến với phần điểm tin. Hôm nay ngày 28 tháng 12 sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Thực hư vì người đứng sau group Antifa chính là người nhà của Khánh Vân. Rò rỉ thông tin đại nữ Ngô Thanh Vân hẹn hò. Cập nhật lịch trình di chuyển của ca dương tính Covid-19 vừa phát hiện ở quận 5. Và nhiều tin tức đáng chú ý khác trong 24 giờ qua. Kể từ sau những tập đầu phát sóng sau nhập ngũ thì Đỗ Khánh Vân đã vấp phải một luồng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhanh chóng thì group anti-fan của Đỗ Khánh Vân cũng đã lượt lập ra và có một thông tin cho rằng chị họ của Đỗ Khánh Vân chính là admin của trang này. Chương trình sau nhập ngũ thời điểm hiện tại đã phát sóng được 4 tập, là một chương trình rất là ăn khách. Dường như thì các nhân vật tham gia đều được khán giả yêu thích và cổ vũ nhiệt tình, ngoại trừ diễn viên Khánh Vân. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự không hài lòng với tính cách bánh bèo và nhõng nhẽo trong môi trường quân đội của Khánh Vân. Sau đó thì group anti Khánh Vân đã được thành lập với sự tham gia của rất là nhiều thành viên. Để chú ý hơn là thêm một nguồn tin cho rằng những người tạo ra group anti này được chính là họ hàng của Khánh Vân. Được biết thêm thì từ trước đó Khánh Vân đã chia sẻ mối quan hệ của cô và những người chị họ không được tốt, có sự cạnh tranh không lành mạnh. Hiện tại thì sau những đồn đoán thì người trong cuộc vẫn đang giữ im lặng. Đại nữ Ngô Thanh Vân đang khiến cho người hâm mộ mừng thầm khi mà có tin đồn là chính thức cô đã hẹn hò với bạn trai kém hơn mình 11 tuổi. Nghi vấn hẹn hò của cặp đôi xuất hiện khi mà netizen tìm thấy loạt bằng chứng thông qua các động thái trên mạng xã hội. Cụ thể thì Huy Trân, người bạn trai tin đồn kém 11 tuổi của Ngô Thanh Vân đã cùng xuất hiện cùng với cô tại Phú Quốc ngày 25-26. Bằng chứng trong những bức ảnh cho thấy cả hai dù cẩn thận giấu mặt nhưng trang phục của hai người được cho là hoàn toàn trùng khớp. Ngoài ra thì cặp đôi còn bị soi là cùng check-in ở một khoảng thời gian, địa điểm tại Nha Trang. Bạn trai tin đồn kém 11 tuổi của Ngô Thanh Vân là Huy Trần, một hot boy nổi tiếng từng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai. Nhiều người biết đến anh cũng là chuyện tình cũ cùng với Rich Kid Thảo Nhi Lê. Một ca dương tính Covid-19 vừa được phát hiện tại chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết thì lịch trình di chuyển của người này khá là phức tạp. Liên quan đến bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép về Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã có một trường hợp mới mắc Covid-19 có liên quan đến bệnh nhân này. Cụ thể thì trường hợp dương tính với Covid-19 mới nhất là NQH nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú ở chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Lịch trình di chuyển của bệnh nhân này như sau. Từ tháng 9 đến ngày 15 tháng 12 thì người này sống cùng với bệnh nhân 1440 tại Myanmar. Ngày 15 tháng 12 người này đi cùng với bệnh nhân 1440 từ Myanmar đến Mayshot, Thái Lan ở một khách sạn cùng với 5 người khác. Ngày 23 tháng 12 thì nhóm 7 người đi từ Bangkok, Thái Lan đến Campuchia. Sau đó thì 6 người trong đoàn đi từ Campuchia về Việt Nam, không rõ qua cửa khẩu của tỉnh nào. Khi đến địa phận Việt Nam thì nhóm người này đã di chuyển bằng xe 7 chỗ màu trắng không rõ biển số xe và tài xế. Trên đường di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì bệnh nhân 1440 và một phụ nữ tách ra để về miền Tây. Hiện tại thì bệnh nhân 1440 điều trị tại Vĩnh Long, người phụ nữ đã được cách ly tại bệnh viện Sa Đéc. Rất nhiều cư dân mạng hiện nay đang nổ ra một cuộc tranh cãi lớn về lời bài rap của một thí sinh 5 tuổi tham gia chương trình Rap Kids 2020. Đa số ý kiến đều cho rằng nội dung này là không phù hợp. Màn trình diễn gây tranh cãi đặc biệt và bị netizen kịch liệt phản đối đó là tiết mục Nói Dối Như Cụi của cậu bé Tuấn Phong 5 tuổi. Trích dẫn một số câu rap trong bài này như: không cha không mẹ không làm ham chơi, lừa ông quan huyện ra trước cửa, thế có tiền để vui thôi. Về đến nhà lừa chú thím, đi ra đường thì lừa anh em. Nhưng mà gian dối thì có chùa được đâu. Ngay lập tức thì màn trình diễn đã gây ra phẫn nộ và nhận về nhiều ý kiến tranh cãi. Làn sóng phản đối chương trình ngày một lớn hơn ghi nhận một vài bình luận như: cho bé đọc rap mà viết lyric kiểu này thì thôi xin thua. Chương trình này rap vậy mà vẫn chiếu được sao? Lyric hoàn toàn là không phù hợp với trẻ nhỏ, mình phản đối kịch liệt. Tuy bài này nói về nhân vật cũi nhưng mình thấy thì để trẻ nhỏ rap với các từ như lừa bạn, lừa bè, lừa chú thím thế kia thì thật sự là không hề phù hợp tí nào. Đến bao giờ thì mới dẹp được chương trình này vậy? Mới đây thì nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã có một pha nhầm lẫn khá là hài hước khi mà anh đã nhầm giờ ra MV từ 12 giờ trưa thành 12 giờ đêm. Trên trang cá nhân của mình, Hồ Quang Hiếu vừa chia sẻ MV bị ekip tung ra nhầm giờ so với kế hoạch. Vì vậy anh đã kêu gọi fan vào xem để tăng view. Hồ Quang Hiếu viết: nhờ thằng em nó up cái clip lúc 12 giờ trưa mà không hiểu sao nó đem đi up 12 giờ đêm. Cả nhà vào nghe cho lên view hộ em nhé. Nhiều người hâm mộ theo dõi anh cảm thấy đây là một câu chuyện dù có phần xui nhưng lại rất là hài hước. Họ cũng đánh giá cách mà nam ca sĩ xử lý sự cố, không như ý muốn một cách nhẹ nhàng và dí dỏm. Và ngay bây giờ hãy cùng với SNews chúng mình cập nhật về những tin tức mới nhất về dịch bệnh Covid-19, thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng.
bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta vừa điểm qua những tin tức mới nhất có trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.